Bạn chưa đủ tiền bay sang Nhật để ngắm hoa anh đào. Đừng buồn, mình có một gợi ý phù hợp hơn với túi tiền của bạn mà vẫn đem lại trải nghiệm tuyệt vời. Đó là mùa hoa tớ xài ở Mù Cang Chải. Tớ xài là loại hoa rừng thuộc họ hoa đào, người Mông ở Mù Cang Chải thường gọi là bằng tớ xài, dịch theo nghĩa tiếng Việt là hoa đào rừng. Loại hoa này chỉ có 5 cánh hồng với nhụy dài, nở thành từng chùm vào đầu mùa xuân. Có thể nói, đây là loại hoa đặc trưng ở vùng núi phía Tây Bắc, trong đó có huyện Mù Cang Chải. Hoa tớ xài như là đặc sản riêng có ở vùng này. Mỗi khi mùa xuân tới, hoa nở đỏ cả một cánh rừng, làm say đắm lòng người. Trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, hoa tớ xài có ở hầu hết các xã, nhưng nhiều nhất là ở bản Trống Tông, xã La Pán Tẩn, bản Háng Gàng, xã Lao Chải, xã Chế Cu Nha. Giá vé tham quan dao động từ 10 đến 30 nghìn tùy từng địa điểm. Đường lên các điểm hơi dốc và hẹp, bạn nào tay lái cứng, quen check-in các cung đường Tây Bắc có thể tự đi, còn mình thì book luôn hướng dẫn viên người bản địa. Các bạn ấy sẽ làm xe ôm kiêm chụp ảnh, quay video cho mình trong cả một ngày. Chi phí dao động từ 6 đến 700 nghìn trở lên tùy theo nhu cầu của bạn, như chụp ảnh quay video bằng điện thoại, máy cơ hay flycam. Mình sẽ chia sẻ thông tin về hướng dẫn viên bản địa có kinh nghiệm cũng như lịch trình chuyến đi để bạn có thể tham khảo ở phần mô tả video. Lên Mù Cang Chải những ngày này, bạn sẽ không thấy cảnh tấp nập như thường thấy ở các điểm du lịch, bởi mùa hoa tớ xài vẫn chưa nhiều người biết tới vì còn quá hoang sơ và mới mẻ với du khách miền xuôi. Một vẻ đẹp đang ngủ quên giữa núi rừng Tây Bắc. Hoa tớ xài chỉ nở một mùa duy nhất trong năm, thường vào cuối tháng 12, đầu tháng 1, thời khắc giao mùa ngắn ngủi, nên bạn phải nhanh chân lên check-in kẻo lỡ một mùa hoa nhé. Ngoài ra, nếu nhân phẩm tốt, bạn còn có thể săn mây hoặc băng giá tại khu vực đèo Cao Phạ. Đây cũng sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ khi bạn đến với vùng đất Mù Cang Chải.